Chào tất cả các quý vị. Thỉnh thoảng tôi lại thực hiện các cái công việc đo cũng như là đánh giá của cuốn tấm liền khéo tay. Thì hôm nay tôi triển khai bộ cửa đo bộ cửa thì tôi chia sẻ với các quý vị về, cách đánh giá cửa cuốn. Thì bộ cửa cuốn có chiều rộng là 4,02 m phủ bì. Rộng nọt sáng là 3.900. Đấy thì bây giờ chúng ta lấy 3, ví dụ như là nọt sáng là 3.900 này, chúng ta cộng thêm 120 nữa đấy thì chúng ta ra được phủ bì. Chiều cao nọt sáng là 3.000, bắc cao phủ bì 3.200 đấy, đo cực trần là 3.200. Diện tích là chúng ta lấy rộng lên cao là 12,86 m², thì đơn giá hiện nay là 550.000 đồng một mét vuông. Một cửa này là lấy rộng lên cao nhân 550.000 đồng một mét vuông là tổng là 7.075.000 đồng. Đây, bộ cửa hôm nay tôi triển khai. Tuy nhiên vì đây là khách quen đã từng làm trước đây, có người quen đã từng làm một bộ của tôi nên là tôi có những cái ưu tiên thì giá nó có giảm hơn so với 7.075.000 một chút. Đấy. Cái nội dung video tôi chia sẻ về cách tính giá cửa cuốn là như vậy. Các vị có hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Các vị muốn xem các cái sản phẩm bên chúng tôi thì có thể click vào đường link tôi để bên dưới phần mô tả của video này, aluluon.com.vn. Đấy, trong trường hợp các vị đặt hàng có thể liên hệ theo số 0982 802 86. Video này tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video khác ạ.